xem các em Highlander nhé các bạn. Đời mới Highlander. Kiểu dáng khác nhau các bạn. Màu rất khác nhau, thường là 2019 mới tinh, mới có hai mao vài mao, có màu xanh rêu mà rất là đẹp các bạn, ấn tượng ha. Đi một vòng màu xanh rêu các bạn xem, ấn tượng vàng vàng rất ấn tượng. Đây có màu xanh rêu khác các bạn, màu xám này cũng rất là đẹp, rất là khủng các bạn. Cái xe con của mình đã review một con màu xám nâu rồi các bạn ha, còn xanh này là màu thời trang fashion năm 2019 2020 đó, xanh lam, màu trắng sữa, này em màu xám các bạn, xám nâu, màu trắng sữa đó. Vàng vàng rất là khủng. Đi ngược lại vòng ngược sáng, sữa này các bạn thích em nào trong các em này, con cao bạn khoảng chừng 40k 40.000 đô là đăng bánh ra hỏi salon, hoặc giá thấp hơn một chút cũng ok các bạn, không có vấn đề gì. Đây cuối cùng là em màu rêu này rất là đẹp, ấn tượng khủng quá. Cái vàng ra ra lăng phía trước đèn đẹp, bánh rôm ha, rất vững chãi, rất là khủng và mỏng ha. Cái sàn hạ thấp và đèn sinh nhan, như là chức năng mới nhất có bạn. Đó. Bạn thấy đây cảnh báo điểm mù, phía sau em nó một cái đường nét này rất là tinh tế, nó cong các bạn, tay cũng cong, cong rất là tinh tế, tay cong đó. Highlander đến đằng sau đó. Còn sẽ đi một vòng cái đằng sau của em nó, xem thì toàn là Highlander không, nên đi vòng trước hay là vòng sau là cái đích các bạn. Các bạn thích em nào đi lại gần được không? Cảm ơn các bạn theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem. Đây là một số dòng Toyota đời mới các bạn. Đây là cái dòng mà khách Mỹ rất là thích. Đó, như các bạn thấy. Cái dòng chạy bằng điện nha bạn, hybrid nha, và SLE các bạn, đó là con Highlander. Con này giá bao nhiêu để xem, nó nằm ở phía bên kia. Ok, đây là xe tải, đây là Forerunner siêu, cũng là Forerunner
con này cũng là SLE các bạn, và là Highlander. Con này chạy để SLE